Dạ, nghe cái lịch giảng là sáng nay là bác sĩ Hưởng dạy cho tụi em. Nhưng mà thì bác sĩ Hưởng xin công tác ở ngoài thì là tôi thực tế. Tôi đang nói gì tôi mấy cửa mà đã lên cho nó đỡ ồn, tôi chưa nói ồn á. Số cửa ngoài đó là hôm nay mình sẽ học về cái bài tháng cuộc sống ha. Tháng cuộc sống là trong này là con người số một tháng cuộc sống này là quen cái skillet rồi. Chưa. Nếu mà đọc gì đó thì số mình sẽ biết được việc đó. Một số mà bài này thì mình thầy đi công tác rồi. Bài này. Thế thì bây giờ mình học gì đó thì là làm sao mình khám được một phần nhé. Khám được một cuộc sống mình biết được thế nào là cái mốc tình thường bất thường như thế nào. Khám xong thì thứ hai là mình sẽ đọc được hình ảnh x quang tình thường bất thường. Cái này là thêm một số vấn đề tình lý mà đặc biệt cái này là tôi thấy một số em nói là tôi sẵn sàng của chúng ta nữa thì một ngày để lên coi cho mình biết thôi. Chứ không có thời gian mà nói với em là trong thời gian cái cửa hai tiếng này không đủ thời gian để mà nói nó dài dòng như mình. Nhưng mà chỉ có hai cái này đúng này tôi nói rồi đấy em nghe chú ý là chiều hôm qua là tôi cũng dạy thêm dạy thế cho bác sĩ Hưởng là tôi dạy trước đi năm tức là ba rồi là trên năm rồi. Thì năm là tôi không dạy bài này nữa. Bài này là cả cuộc sống hơn năm mà tôi dạy đó là cái phần mà tôi dạy vào thứ này. Tức là tôi dạy bài giống như cuộc sống. Tức là cách khám, cách chữa cháy giống như cuộc sống. Cái tình lý cuộc sống, cái đẹp cuộc sống này tôi dạy được năm. Thế thì bây giờ học vào tới cái phần khám đó. Tôi mới hỏi là đi năm bây giờ là em nào mà nhớ cái bài này đã đi năm bây giờ nhớ gì không? Không có thể thất bại được hỏi là nghe nào mà quên rồi lên cả lớp được rồi. Như vậy là mới có 1 năm 2 năm thôi mà bao nhiêu là tụi em đã quên đi ấm nhắn bệnh mà chưa được không nhớ gì. Thành ra nói về đây cho thấy là học đó bài nó không có nhưng mà để học chắc chắn như mọi người vậy học xong mà mình nhớ được càng khó nữa học xong mà em hiểu thì con có thể đơn giản cho em hiểu được thôi thấy rõ không phải như mà làm sao em hiểu được đây nhưng mà vấn đề em nhớ được áp dụng được không không thành được không nó là một mọi cách rất là dài nhà học qua là phải tập trung vô tất cả mọi cái kiến thức cơ bản của mình cái nào cũng là quan trọng đó không thể nói một kiến thức này thì quan trọng hơn kiến thức kia thì có ví dụ như một cái bệnh da liễu không có ví dụ mình nhìn vô bệnh da mà mình biết bệnh da gì thì có làm một cái xương gãy mình nhìn vô mình biết cái xương này là xương gì gãy hay không gãy mình biết như là cái thiếu sót này một cái tim mình nghe vô mình biết cái tim là bình thường hay bất thường cũng đòi là một bé mà ra cái này là cái kiến thức là cái kiến thức cơ bản còn phải nắm và mình còn nắm ra để mình biết ra còn để mình có thể mình hiểu được sâu để mình áp dụng mà vô thực tế là một cái chuyện khác nữa nhưng tất nhiên là mình phải biết
mà trong cái số năm học của mình là bác sĩ đa khoa đó, là mình biết được gì đó, biết gì đó là xong rồi. Rồi sau đó em mới đi học là chuyên khoa đúng không? Học chuyên khoa thì bao nhiêu cái tâm lý, bằng bao nhiêu cái chuyên môn là sẽ tập trung luôn để mà sau lên đó. Khi mà sau lên đó để nó đi tới cái mức chuyên môn khá cao hơn. Nhưng mà những cái kiến thức cơ bản này nó càng từ từ nó sẽ quên đi. Nhưng mà nó cũng không được quên, mà quên quá đáng. Tức là nó quên vẫn còn, nếu mà quên thì nó sẵn hết nó kiếm gì đó. Thành ra là phải tập trung vô. Còn nếu mà không tập trung vô thì em học chỗ này mà em quên. Chỉ có khi làm tập trung ở lớp, đúng ra cái nhiệm vụ như này. Ba bố và con những chương trình mà giảng dạy mới, giáo viên không có nói. Giáo viên cứ đưa cái bài lên trên mạng mà đó thôi. Rồi lên đó thì em lên đọc xem. Còn vô lớp người ta có thể làm một cái bài test. Làm cái bài test thì đưa lên coi thử sinh viên có gì học ở nhà hay không. Có biết cái này có kia và người ta cái biết người ta cứ thảo luận cho những cái bài nào mà cho rằng sinh viên sẽ yếu kém mà thôi. Đó là chương trình học mới ngay cái đại học Harvard, Harvard đang huấn luyện cho trường mình á. Đây là hợp bạn. Nó sẽ rất là khó. Hiện tại chỉ có bộ môn là được duy nhất, đó là bộ môn sản khoa. Chỗ này ông Dược Luân đang dạy. Tất nhiên là đi ba bên thì đi học sản rồi. Đi mấy ạ? Đi bốn. Tất nhiên là đi sản. Mà không biết đi bốn không chương trình đó, không phải là phải đi sáu năm chương trình đó. Cái chương trình sau này là đều sinh viên phải tự học hết, chứ không phải có một người giảng viên đang nói với em đâu. Đây gọi là team based learning, tức là học đội nhóm